món ăn từ chân gà. Thì hôm nay tụi con suy nghĩ ra cái món gì để mình tổ chức một cuộc thi và chia ra làm hai đội nha. Em bộ anh nha anh Minh. Thôi em đừng có bộ anh, em bộ anh tối ngày em đi chơi không mà em đâu có thử được gì đâu. Ừ đúng rồi, Vinh á hàng lần mê chơi em không có làm được gì hết á. Anh em mình ngồi chung đi là mình một đội đi tại. Anh Mạnh nói đúng rồi đó, hai tụi mình ngồi chung nhưng mà em bộ anh Minh. À gì vậy? Vậy hai anh em mình bộ nha. Vậy anh Di Tạ nha. Ủa anh Di Tạ nha. Anh Di Tạ nha đó. Mẹ ơi giờ không có ai bắt con hết hay là mẹ cho con làm ban giám khảo nha mẹ. Ừ con làm ban giám khảo chung với mẹ ha. Dạ. Rồi bây giờ hai tụi con chia đội rồi, bây giờ làm món gì đi. Cô biết cô chuẩn bị nguyên liệu gì nè. Anh giờ mình làm món gì đây anh Minh? Hồi đó ông Tú anh có bí kíp làm chân gà ngon lắm. Phải chi có bí kíp đó thì hay biết mấy. Ông Tú ơi, tụi con bí kíp đi ông Tú. Cái gì vậy? Gì hả? Mẹ ơi. Cái tài giấy gì vậy anh Minh? Hả? Trời ơi, ông cố anh Linh chứ vậy? Lên chưa? Sao ông cố anh mẹ? Để em dở lên nữa coi. Để em dở lên coi. Vậy, chuyện từ ông cố nội. Trời ơi, ông cố hay sao giết chuyện buồn nữa rồi? Liếu làm nha con. Nhớ gì nữa? Có ghi rồi mà đọc. Đừng làm ông cố thất vọng nha con. Chà, làm món chân gà mà có bí kíp dữ vậy chắc đòi đó hắn luôn đó chàng. Thôi con, vợ tụi con quyết định làm món chân gà nữa. Rồi, bên đội kia sẽ làm món gì nè? Gà Mạnh Trang. À, em suy nghĩ ra một món là chân gà ngâm xả tắc đó. Hai đội tụi con đưa ra hai cái món từ chân gà cô thấy ngon rồi nha. Một đội thì làm chân gà nước, một đội thì làm chân gà ngâm xả tắc. Có lý. Rồi bây giờ cô sẽ đi mua nguyên liệu nha. Dạ. One hour later. Rồi nguyên liệu cô đã chuẩn bị đầy đủ. Đội nào làm nguyên liệu nào thì lấy nha. Dạ. Mỗi người chia ra cái thau. Cô sẽ chia cái chân gà này ra cho nó đều. Mình đem chân gà xuống đây rồi mình sơ chế rồi nướng tại ơi. Ok. Anh Mạnh phụ em cắt món chân gà. Ok. Rồi bây giờ mẹ sẽ vô lấy cái bếp cái lấy nồi cho con nha. Mình làm giám khảo mình chỉ ăn thôi. Khỏi cần làm. Nhìn mặt thằng giám khảo không tán gì đâu luôn. Em không làm mà đâu có ăn hả? Anh cho em ăn món mà ăn không? Nhiệm vụ của em á cũng có làm mà em chấm điểm cho anh đó. Nhưng mà anh nói vậy là Vinh chấm điểm cho anh thấp đó. Ôi, anh cho em ăn người. Bí kíp cũng cố mình truyền lại nói là mình phải cắt cái móng giò trước. Rồi mình mới cắt cái phần khi sau. Mình sát xả để lát ngâm chân gà xả tắc nha các bạn. Ôi, đừng móc nơi tay em vô đó. Em đang ăn phụ anh nè. Phụ không cái vậy? Gì? Phụ lấy chân gà. Mình cắt móng xong rồi bây giờ mình cắt chân ra làm hai nha các bạn. Rồi chân nó cứng quá. Mình sắp xả xong rồi bây giờ mình bào gừng nha các bạn. Mình cắt móng xong rồi bước tiếp theo của nội mình chỉ là mình cắt cái này nè cho ướp cho nó hấm rồi nướng nó mới ngon đó. Đó các bạn thấy không, cắt cây như vậy nè xíu ướp nó mới hấm rồi nướng nó mới ngon. Tép tép tép. Em Mạnh sắc lá chanh với ớt đi, em xuống em nấu nước ruột gà. Chà, tôi thấy hai đội á, tụi con làm có vẻ khí thế lắm nha. Mà món ăn nghe cũng hấp dẫn hả. Giờ con luộc chân gà nè. Dạ. Bây giờ mình để xả với gừng vô để cho luộc gà cho nó khử cái mùi tanh của gà nha các bạn. Rồi, mình sẽ bỏ một chút muối vô thấm vô gà cho nó ăn nó ngon. Đây các bạn coi tiệc chiêu của nội mình chỉ mình bầm hành với bầm tỏi nè. Wow. Anh Minh đánh trống của anh Minh. Trời ơi anh phải đánh cách cho em. Bây giờ mình xắt ớt nha các bạn. Ớt nhiều ngâm mới đã. Nước sôi gà anh Mạnh ơi, lấy chân gà bỏ vô luộc. Ok anh mới vừa làm xong luôn. Wow mùi thơm quá chàng ơi. Đúng rồi cái này có xả với gừng nè. Ơi chắc kiểu này là đội mình thắng rồi. Chưa chắc đâu nha. Mình bầm tỏi xả hành xong rồi làm gì nữa anh Minh? Để anh coi. À anh cũng quên nữa, để anh em đi kiếp ra coi. Đâu để anh coi coi. À đầu tiên là em bỏ muối rồi bỏ giấm rồi bỏ bịch xúc ướp hạt vô nữa nè. Rồi em bỏ đi, rồi bỏ tương ớt, rồi muối rượu, rồi cái kéo rồi em bỏ đi, bỏ đi. Anh xé này ra anh bỏ vô. Rồi. Rồi bước tiếp theo làm gì? À, ông Tú mình kêu mình bỏ dầu hào. Ôi, mà mình không có bỏ dầu, không có dầu hào nữa, mình lấy dầu ăn làm luôn nha các bạn. Đó, mình chế vô. Đó, miếng à. Rồi bỏ tương ớt. Giờ mình bỏ xả hành ớt vô nha các bạn. Giấm. Bỏ giấm nữa. Nhanh lên. Quên cái muỗng. Từ từ. Muốn giấm cà phê nữa.
các bạn. Rồi tiếp theo mình bỏ rượu vô nè. Mình bỏ giấm với rượu vô làm chi gì anh Minh? Dạ cho nó không bị khô. Còn rượu á giúp cho mình cho cái giò gà này nó mềm á. Trời ơi rượu. Rồi bỏ gì nữa? Bỏ đường. Đường bỏ lại. Bỏ hả? À bỏ ủ nước mắm của Tài ơi. Mình thiếu á. Thiếu nước mắm là hư bầu hư đường á. Rồi cầm đến trộn lên. Em bỏ thêm muối tinh nha. Rồi. Đúng là anh Minh đầu bếp chuyên nghiệp thiệt. Trời anh không đầu bếp chuyên nghiệp chứ sao. Dạ sao rồi, để em lấy gà thử coi nó có mềm chưa nha. Rồi khó quá trời luôn. Rồi nó chín rồi em. Anh đi lấy nước đá đi, em bỏ vô ngâm. Ok. Anh Minh hồi nãy giờ anh chọn cái đó lâu rồi, giờ mình làm sao? Thôi từ để anh coi. À trong tờ nè, nó nói là mình đậy nắp lại, mình đợi nửa tiếng rồi mình mới được nướng. Em kiếm cho anh cái nắp, anh đậy lại rồi qua bên kia coi nó làm sao rồi. Ok. Wow, mấy đứa làm có lý à nha. Dạ. Đó, chứ mình coi. Ủa chị bỏ qua nước đá chi vậy chị? Để cho nó giòn đó em. Dạ. Tiếp theo làm sao nữa chàng? Mình để ngâm vậy đi, bây giờ mình lại mình làm nước ngâm xả tắc nha. Anh Mạnh gửi giùm em cái này đi. Trời, cái này mới làm cái nước ngâm xả tắc rồi. Bên anh ướp xong rồi kìa, chuẩn bị nướng á. Ông bảo của anh nướng lâu lắm á. Ở đó mà dễ nhiễu người ta. Ừ không anh nữa thôi, nhiễu lâu lắm á. Quýnh, chạy. Bây giờ mình xắt tắc ra để ngâm nước xả tắc nha các bạn. Rồi, có hẹn rồi, bỏ dĩa lên nướng rồi Tài ơi. Nồi này chen gà làm sao? Anh để nó đi, anh vớt giùm em chân gà cho ráo nước đi. Ok em. Ngõ mình có cái đế nè, bây giờ mình để xuống gạch rồi mình vớt nha các bạn. Bây giờ mình làm nước ngâm xả tắc nha các bạn. Xong rồi. Đầu tiên là bỏ đường. Bỏ đường làm gì vậy Trang? Thì em ướp cho nó ngọt ngọt, nó ngon đó anh. À. Rồi xong rồi bỏ nước. Rồi bỏ nước mắm. Rồi với hột muỗng nữa. Rồi còn muối không. Rồi làm gì nữa? Tiếp theo là bỏ giấm. Rồi. Rồi để em nếm thôi coi. Sao? Này nó hơi lạc, cho em thêm nước mắm anh Mạnh. Ok. Rồi để em nếm lại nữa coi. Được chưa? Mặn mặn, ngọt ngọt. Được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nấu. Mình nấu xong rồi, mình làm sao nữa chàng? Mình nhắc ra để nguội rồi bỏ mấy cái này vô nè anh. Trời ơi, trứng gà thơm quá hả? À. Thơm xíu em chấm cho anh điểm cà cao nha. Đây em chấm cho anh 10 điểm luôn. Được rồi chị đó. Cái món nướng của mình á, tuy nó dễ nhưng mà nướng lâu chứ nóng quá các bạn ơi. Anh Minh nói đúng rồi á. Thôi kệ em ơi, nó cực nhưng mà nó ngon là ăn được rồi. Mà anh có bí kíp không, có nội mà sợ gì. Nước xong rồi bây giờ mình tắt nha. Anh Mạnh bưng xuống đi, để cho nó nguội. Rồi sao phải đợi cho nó nguội vậy em? Mình đợi nước này cho nó nguội rồi mình bỏ nguyên liệu này vô. Nếu mà nước này nó còn nóng mình bỏ tắt vô là tắt nó sẽ bị đắng nha anh Mạnh. Mình giờ mình lật rau răm với các bạn. Giò gà mình ăn với rau răm nó mới ngon. Bên đây làm sao rồi? Bên em hang đợi nước nguội rồi bỏ nguyên liệu vô là ban giám khảo chấm điểm rồi đó. Trời, tưởng đâu làm nhanh lắm. Ai nhà mới công đoạn này à. Ha, thơm quá nên tài mấy đứa ơi. Giò gà nó bông ra mình thấy còn thèm à. 1 hour later. Trời, tài đưa dĩa ra để anh gấp vô tài. Trời ơi, tội nghiệp cuối nữa là xong rồi. Nước nguội rồi anh Mạnh ơi, anh Mạnh bỏ gà vô thao đi. Ok. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nguyên liệu vô nha các bạn. Đầu tiên là bỏ sả. Bỏ tắc rồi, bỏ ớt, bỏ lá chanh, bỏ tỏi với hành. Hấp dẫn chưa? Rồi mình để đi cho nó thấm gia vị vô cái chân gà, ăn mới ngon. Mình ăn không hết rồi mình để đâu vậy chị? Thì bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ đó anh. Bỏ vô hũ rồi bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ, nó cũng không có sao nữa. Rồi cô thấy hai cái món ăn này là hai đội tụi con trang trí là rất là đẹp. Ngang tài ngang sức nhau về cái phần thi trang trí nha. Dạ. Mỗi đội được 1 điểm bằng nhau. Yeah. Rồi tới cái phần quan trọng đó là phần thưởng thức cái món ăn này làm chân gà ngâm xả tắc đúng không Trang? Dạ. Rồi để mẹ thử coi. Nhìn cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Cô mấy cục bự bự ăn cục đó sao xinh nhi cô? Rồi cục bự từ từ đi cô chỉ chấm điểm ăn thử thôi mà.
ăn thiệt đi rồi ăn nhiều. Rồi mà các bạn nha, cái này thì mình bóc nó ngon hơn các bạn. Rồi mình dùng tay luôn. Sao cô? Ngon mẹ. Chân gà này á, thịt gà nó giòn, gân nó giòn, nãy ngâm nước đá vô giòn nè. Dạ. Nó thấm gia vị chua chua của tắc, thơm của xả mà cay cay của ớt, rất là ngon luôn các bạn ơi. Không có mùi tanh luôn. Thôi. Mình giống cậu nhỏ ăn luôn kìa. Quá. Ngon quá à. Ngon chứ anh? Ngon mấy điểm. Trời ơi. Hèn nãy giờ mà cô lo ăn không chấm điểm cô. Đúng rồi. Quên. Lại chấm điểm quên. Chính điểm. Tại vì quá ngon nên cô ăn hết luôn à. Yeah. Vinh nói chuyện mấy điểm Vinh còn Vinh đó thôi đó. Điểm của em bí mật lá đó. Tới ăn đó rồi em nói ai em đợi ăn gà nướng của anh chứ gì. Đúng rồi. Nhớ anh đừng dính. Rồi, thấy rồi, không có cân bằng nha. Rồi bây giờ tới cái phần thưởng thức cái món mà chân gà nướng. Ướp gì đây con? Sao tới? Ướp cái gia vị từ truyền từ ông nội của con. Gì là chân gà nướng ướp đa gia vị nha các bạn. Rồi để cô bỏ miếng rau răm vô ăn nha, thử nha. Dạ. Ngon mẹ. Dạ. Nó giòn, gân thì nó dai dai, nó ngon ngon, quá ngon luôn á. Mấy điểm? Thơm nữa. Chín điểm. Yeah. Hai cái món này không có món nào mà không ngon á. Nhớ Vinh. Mấy điểm? 10 điểm. Yeah. Vậy món của anh nhiêu hồi nãy em không nói. Để em tính chấm cho anh 10 điểm mà em ăn cái gà nướng sa tế này á, em ghiền quá, em chấm cho anh này á 10 điểm luôn, anh có 9 điểm à. Yeah! Ấy chưa cho cái bí kíp của ông tú nội của anh á. Nè để anh lấy cái bí kíp mà cố của anh ra cho. Ủa? Mà cái bí kíp mà cố anh để đâu của anh ta? Trời á, cần gì bí kíp mà tại mình biết cách làm rồi. Đúng rồi á, tài nói đúng rồi anh. Ừ, hai chân cố anh lấy lại đó. Cảm ơn cố nha. Thôi bây giờ mình mời ông cố ăn chung với tụi con nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Em sẽ ăn thử cái của em. Rồi ăn đi Mạnh, nãy ăn ngon nước miếng mà Mạnh. Đừng, ngon quá, cay cay nữa. Thấm vô thịt ngon hả con? Chua. Nó giòn giòn à. Nó giòn. Chua, ngọt. Ngon quá. Trời công nhận chân gà nướng này là nướng rau cực khổ nhưng mà không uổng công. Mời các bạn ăn nha. Nó mềm, nó béo. Mà các bạn nha. Nó mềm, chua chua, giòn giòn, ngon quá. Thật sự thì hôm nay á, team mình làm cái hai cái món từ chân gà này rất là ngon luôn các bạn ơi. Em ăn thử bên mình coi. Thôi video của team mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, chia sẻ lên Facebook để team mình có động lực làm những video hay tiếp theo cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.